Tuổi Đinh Mão 1987, xây nhà năm 2022 Nhâm Dần, số hưởng lộc trời. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình của kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong khi xã hội ngày càng phát triển hiện đại, niềm tin của con người vào phong thủy cũng ngày càng được củng cố mạnh mẽ, ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người dân Việt Nam. Đặc biệt là đối với quan niệm an cư lạc nghiệp, nhiều người mong muốn có thể tìm được những mảnh đất tốt và xây được một căn nhà đẹp, hợp phong thủy để đời sau được hưng vượng. Tuy nhiên trên thực tế, kỳ thực phong thủy không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thịnh suy của một gia tộc. Cổ nhân quan niệm rằng mọi việc xảy ra trong đời đều tuân theo quy luật nhân quả. Vậy nên so với phong thủy về mảnh đất nơi ta ở, ảnh hưởng của các thiên tinh đến việc xây dựng ngôi nhà có thể làm thay đổi hậu vận của chúng ta. Vì năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Đinh Mão xây nhà có hợp hay không? Mời quý vị hãy cùng theo dõi chia sẻ ngay sau đây. Để xây được nhà thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến là yếu tố kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Đinh Mão 1987 bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 36 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm hoàng ốc, một trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Đinh Mão muốn xây nhà, cần mượn tuổi khác để công việc tiến hành hanh thông, thuận lợi nhất. Những người tuổi Đinh Mão thuộc cung Tốn mệnh Mộc, bốn hướng tốt là hướng Đông Nam phục vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, hướng Bắc sinh khí. Bên cạnh đó có bốn hướng xấu là hướng Tây Bắc họa hại, Đông Bắc tuyệt mệnh, Tây lục sát, Tây Nam ngũ quỷ. Nếu mệnh chủ tuổi Đinh Mão ở những cung tốt thì được lộc, cuộc sống khá hòa nhã vui vẻ, còn nếu phạm phải những hướng xấu, cuộc sống sẽ lận đận khó khăn, có cố gắng đến mấy cũng không khá lên được. Hơn nữa lại bị họa thị phi tiểu nhân hãm hại, làm cho gia cảnh điều đứng, công việc khó khăn, con đường công danh sự nghiệp không thuận. Để hóa giải những vận xấu do nhà không hợp hướng gây ra, các thầy phong thủy khuyên gia chủ tuổi Đinh Mão cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Gương tại kênh Phong Thủy Gia Cát đã được thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của gia chủ Đinh Mão. Chính vì vậy, gương sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải nhà không hợp hướng cho tuổi Đinh Mão và những người sống trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi đã biết được tuổi mình có làm được nhà năm 2022 hay không, chọn được hướng nhà tốt để động thổ thì đó chỉ là một trong những yếu tố cần. Việc nhà có xây được hay không là việc ta phải xét đến yếu tố hướng đất. Đất mà tốt thì xây được, tuổi nào cũng làm được, nhưng nếu đất xấu bị phạm vào các đại sát tinh của năm, tuổi nào cũng nên cẩn thận. Vậy trong năm nay, những hướng nào xây tốt nhất? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bản, chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu duy trong nhà xuất hiện trộm cướp, có người chết trận bị giam cầm, gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bề tính hung hiểm của Sao Thất Xích, nhưng khi quý vị xây dựng nhà cửa, cần hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị ở nhà hướng Tây, cần treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Những mệnh chủ tuổi Đinh Mão nhà ở hướng Tây không hợp hướng, bị phạm vào cung lục sát, một trong những hướng xấu mà tuổi Đinh Mão cần kiêng kỵ. Lục sát là sao văn khúc, ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, xâm đãng, thị phi. Vậy nên những mệnh chủ tuổi Đinh Mão khi xây nhà hướng này cần treo trước cửa một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Thứ hai là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao lục bạch tài tinh đào đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc là cát tinh. Khi lập tinh bản nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng, quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử, sống cô độc, chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ.
lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu, gặp tai nạn sống nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý, đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Với hướng Tây Bắc cũng là hướng không hợp với mệnh chủ tuổi Đinh Mão, khi ở trong nhà hướng này sẽ bị phạm vào cung họa hại là cung xấu. Họa hại là sao lộc tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh gây nhiều hung khí, nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm con cái đần độn bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên cần hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, giúp tuổi Đinh Mão ở trong nhà luôn được may mắn, bình an. Tiếp theo là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn sửu, cấn dần, 22,5-67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm thái tuế, mậu kỷ, đô thiên, những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm tam sát. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải, hoàn toàn miễn phí. Với hướng Đông Bắc cũng vậy, là hướng xấu với mệnh chủ tuổi Đinh Mão, khi ở trong nhà này sẽ phạm vào cung tuyệt mệnh, một trong những hướng xấu nhất với tuổi Đinh Mão. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong 8 sao, gây ra tuyệt khí, tử khí gây tai họa cho gia chủ. Vậy nên cần hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu, là pháp khí được làm bằng gỗ đào, chuyên hóa giải nhà không hợp hướng với mệnh chủ tuổi Đinh Mão, giúp mệnh chủ cùng những người trong gia đình luôn được bình an và may mắn. Thứ 4 là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi, khôn, thân, từ 202,5-247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm vào tuế phá, nhà tọa sửu hướng mùi bị phạm tam sát. Đây là 2 sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa cấn hướng khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Hướng Tây Nam là hướng ngũ quỷ với mệnh chủ tuổi Đinh Mão, vì đây cũng là hướng xấu, vì ngũ quỷ là sao Liêm Trinh, thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ 2 so với tuyệt mệnh. Nó gây ra những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này do tương khắc với ngũ hành nên sẽ gây nhiều tác hại. Vậy nên cần hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Thứ 5, hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao nhất bạch tài tinh đào đến. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng, mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ăn được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà, đây là đệ nhất cát thần. Nhất bạch lại là quan tinh, nếu nó đường vượng, hình thế loan đầu bên ngoài có thủy phóng quang, khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy dễ bị bệnh về máu nghiện ngập, chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách nên đặt một tháp văn xương để kích vận, ngày sao nhất bạch, giúp đường quan vận học hành của những người trong gia đình hành thông may mắn. Bên cạnh đó, hướng Bắc là hướng hợp với mệnh chủ Đinh Mão. Ở hướng này được sinh khí, tốt cho tuổi Đinh Mão. Sinh khí là sao tham lang tinh, ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí ở Tây Trạch gặp càn đoài, bị hành kim khắc nên thuộc tính tốt bị khống chế. Gặp cấn, khôn, bị tương khắc nên thuộc tính giảm. 6. Hướng Nam. Hướng Nam gồm 3 sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5-202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tỳ hướng Ngọ bị phạm tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích chia làm 3 dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài, phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở.
nếu lưu niên phạm tam sát, tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để có thể được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với mệnh chủ tuổi Đinh Mão thì hướng nam là hướng tốt, hướng thiên y. Thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Thứ bảy, hướng đông. Hướng đông gồm 3 sơn giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Mậu Kỷ đô thiên sát, một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hướng đông là hướng diên niên với mệnh chủ Đinh Mão, đây cũng là hướng hợp, hướng tốt. Diên niên hay phúc đức, tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành kim, là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Hơn nữa, lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho gia đình thịnh vượng, vì bản thân nó là kim, gặp hành kim sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Cuối cùng là hướng đông nam. Hướng đông nam gồm 3 sơn, thìn, tốn, tị, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn, tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn, bình an cho gia đình. Hướng đông nam cũng là một trong những hướng tốt với mệnh chủ tuổi Đinh Mão, đây là hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, là cát tinh, có tác dụng tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà, cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Đinh Mão trong năm nhâm dần 2022. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh mà không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.